Hi, xin chào tất cả các bạn, lại là mình Nhân BB đây. Và mình xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là nhiều vui vẻ nhé anh em ơi. Ok các bạn ơi, và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại với game Tick War Legion, người que đại chiến chế độ mới. Hôm nay mình sẽ chơi level 48. Ở cái level 47 trước mình gáy quá mình thua, nhưng mà thua cái màn cuối cùng. Hy vọng level 48 này mình sẽ không để thua nha. Đầu tiên mình sẽ chơi chế độ normal trước. Chúng ta không có tượng em ạ. Chúng ta sẽ không có tượng, nhưng mà mình vẫn phải nâng cấp cho nông dân anh em nha. Lần này thì mình sẽ quay chơi phù thủy. Lần này ván trước mình thua, mình cay quá nên là ván này mình quyết định mình sẽ phục thù bằng phù thủy anh em ơi. Chơi vậy nó mới chất. Lần cấp full phù thủy luôn, sẵn sàng. Nhưng mà mỗi tội là mình lại chơi anh em ạ. Mình lại chơi trang phục băng. Mình quên mất. Trời ơi, cái gì đây? Chiến thắng kẻ địch trước lúc mặt trời nạn là có vẻ mình sai lầm đấy anh em ạ. Uầy, chơi nguyên phù thủy không chắc là thua rồi. Ngu người rồi anh em ơi. Ngu người rồi. Chủ quan. Thôi rồi không sao anh em, bình tĩnh nha. Để mình xem nào. Con này mình hơi chủ quan nha. Team bạn có Sparta nó phòng thủ thế này là cũng kinh đấy. Không đùa đâu. Bình tĩnh nha. Trận này có lẽ là mình sẽ phải điều khiển một thanh niên phù thủy rồi. Chứ tình hình này không ổn rồi. Đánh bại đội này khá là khó nha. Trời ơi, Sparta có cây hoa lá đấy chứ. Ghê thật sự đấy. Thế nào, đôi 4-6, 2 dân nữa 8 dân, đủ dân anh em nha. Rồi bắt đầu mình sẽ xin phun phù thủy ra, mặt trời đang nặng này anh em ạ. Mặt trời nó đang nặng xuống đấy. Trời ơi, đánh thắng cả địch chết lúc mặt trời lặn. Mình hổ báo quá. Hổ báo, ôi hổ báo các tội. Ngu, ngu đấy. Anh em chơi cái gì chơi, anh em đừng hổ báo nha. Có lẽ mình không thể đổi cái bộ trang phục, bộ trang phục băng này nó không mạnh lắm anh em ạ. Không mạnh bằng bộ trang phục ma cà rồng, cái này bộ trang phục người xương anh em nha. Sai lầm của nhân baby anh em ơi. 1.200 mới được một người phù thủy cơ. Rồi đang xin một phù thủy anh em nha. Hồi đến nào nông dân ơi. Trời ơi, lâu nha, lâu thật sự nha. Cắt. Cố gắng nha. Trang phục có cây hoa lá này, bọn chúng đẻ quân nó nhanh cực kỳ luôn. Nhưng mà mình nghĩ bọn chúng chỉ có bằng này quân thôi, nó không có nhiều quân đâu. Mình nghĩ là vậy thôi, chứ không biết như thế nào. Rồi, phù thủy của mình nó triệu hồi ra nha. Mình lên cấp mắc mà đàm hơi bị đau đấy, hơi bị to đấy. Hai. Rồi, thêm một phù thủy nữa nha. Mình nâng cấp mắc thì phù thủy sẽ triệu hồi tận 5 con lính con anh em ạ. Không phải đơn giản đâu, nhưng mà thời gian, có thể là thời gian thôi. Có thể là thời gian. Biết mình có xin đủ phù thủy để chiến đấu không? Ở nha, đôi 4-5 phù thủy nha anh em nha. Ghê à, 5 con lính con. Trời ơi, đội quân phù thủy của nhân đấu với lại đội quân Sparta và kiếm sĩ không ổn. May đây là chế độ normal đấy, mà mình cũng hy vọng mình sẽ chiến thắng các nhà. Đây anh em thấy chưa, mặt trời nó sắp lặn rồi đấy. Mình cố gắng mình sim được 4-5 con phù thủy gì đấy rồi mình nên tấn công anh em ạ. Chứ tình hình này phù thủy mình máu giấy gặp thanh niên Sparta nó trâu ấy là mình toang ngay, đúng không anh em? Toang luôn và ngay luôn đấy. Ây chả càng thế nhỉ. Nông dân vẫn đang là vàng nhưng mà mình không có tượng. Trận này mình đi tấn công mà. Mình đi bây giờ mình đi xâm chiếm. Ngày trước thì bọn người quen này xâm chiếm lãnh thổ của mình. Bây giờ mình đi xâm chiếm lãnh thổ của bọn chúng anh em nha. Nào, cố lên nào, thêm một phù thủy nữa nào anh em ơi. Rồi, để ý thời gian nha, mặt trời vẫn đang nặng nha. Được rồi, thêm một con này nữa là 4 con phù thủy thì rồi. Mình cố gắng xin 5 con phù thủy luôn. Chơi khô máu luôn, 5 phù thủy chắc là win đấy các bạn. Mình chơi khô máu vậy mà, đúng không? Thì nữa mình sẽ làm đổi ngay trang phục bộ xương mới được chứ tình hình. Trang phục băng này hơi yếu một tí. Nào, chuẩn bị nào. Chuẩn bị phù thủy đầy đủ nha. 4 rồi, thêm một phù thủy nữa là 5 anh em ơi. Chờ tí, úi xời ơi, đội quân của mình phê chưa? Anh em thấy phê không? Chất, đấy người ta gọi là chất anh em nha. Đấy. Nào, có tiền chưa, hết tiền. Đây rồi, nông dân đang chở vàng về rồi đây anh em ơi. Rồi, ok, xin một phù thủy nữa nha. Là 5 phù thủy luôn mà không ăn được nữa thì thôi. 5 phù thủy đấu với lại, trời ơi, 8 Sparta và 8 kiếm sĩ. Không ổn, được cái mình rất nhiều lính con nha. Nào, cố gắng nào, ăn anh phù thủy nào. Thì nông dân đảo bản hơi chậm thì nhau mình đã lần cấp như thế rồi, hơi chậm, hơi buồn cho một cuộc tình rồi. Thêm một anh phù thủy nữa rồi, chơi 6 phù thủy hay là 8 phù thủy đây anh em, muốn mình chơi 6 phù thủy hay là 8 phù thủy đây. Trời ơi, đối với các dân chơi này khó khăn đấy nha. Ôi thời gian sắp hết rồi, mặt trời đã nặng rồi, mình sẽ phải cho quân lên thôi. Mặt trời đang nặng là rất là nguy hiểm anh em nha.
Rồi, hy vọng đây là chế độ normal thì mình sẽ không thua. Thua thì không còn gì để mà nói luôn. Nhục thực sự đúng không? Chế độ normal mà đã thua rồi. Ui ơi, nhanh lên. Nhanh lên nào. Ui ơi. Xong, xong, rồi xong, xong, xong. Rồi xong, bạn đã thấy chưa? Các bạn đã thấy chứng minh của mình rồi nha. Úi giời ơi, mạnh nha. Úi giời. Thua anh em ạ, tin bạn thua. Trời ơi, với 5 của mình đã win rồi. Hai trận này em muốn chơi cũng một thể luôn. Ghê. Chân luôn nha. Đó. Đấy là chế độ cho hổ trưởng nhất nhất các bạn. Bạn dễ chứng mặt. Đấy, một trò nặng này. Chế độ trò nặng mà không anh em thua. Rồi, đi bạn có mấy cái thua rồi. Đấy, người đam to cho. Úi giời. Ui, mạnh thực sự em nha. Ui, mạnh nha. Rồi, ok. Hai. Dễ nha. Rồi, ok nha, chế độ normal mình đã vượt qua. Hôm nay mình chơi cẩn thận nha, tiếp tục chơi sang cái chế độ hắt đen anh em nha. Vẫn chơi chiến thuật phù thủy đó, mình đang thấy chiến thuật phù thủy này nó cũng tương đối mạnh anh em ạ. Mình đang nâng cấp phù thủy mắc luôn đây. Cứ từ từ xem nào nha anh em nha. Sẵn sàng. Chơi nhây. Này Sparta mà chúng sẽ trâu hơn của kiếm sĩ mà chúng cũng trâu hơn nữa. Nên là mình sẽ tấn công chúng nhanh thôi. Bốn con phù thủy mình sẽ tấn công luôn anh em nha. Bốn con phù thủy mình tấn công luôn, không nói nhiều luôn. Bọn chúng không có quân cứu viện anh em ạ. Nên là mình mới thắng được cái bọn chúng không có quân cứu viện là mình thua chắc luôn. Đáng sợ phê đấy. Được cái nhân BB cũng biết chơi tí game người khoe đại chiến anh em ơi. Nên là không nói được. Ván trước mình thua, mình nhục lắm rồi. À, mình đầy item này, mình toán người khổng lồ này rất là nhiều luôn. Sparta vàng này nhiều cực kỳ luôn anh em ạ. Nhưng mà thôi, đôi 4, 6. Ừ, 6, 2 dân nữa là 8 dân. Đấy, Sparta này, xét này, mình rất nhiều cái item mạnh luôn. Nhưng mà thôi anh em ạ, đôi 4, 6. Ok vậy. Thiếu mất một dân anh em nha. Bình tĩnh, trận này tiếp tục chơi cái chiến thuật phù thủy xếp xem nha. Nếu mình chơi full phù thủy mà mình thắng được cái level cuối cùng ấy thì anh em cứ chơi full phù thủy cho mình nha. Nên nhớ anh em hãy xin 8 vào dân nha. Xin full dân luôn nha. Đấy. Nhưng mà anh em nhớ để ý mặt trời nó đang nặn đấy. Đấy. Mặt trời nó nặn xuống rồi chúng ta không quýnh được nó là chúng ta thua ấy. Lên nào, một phù thủy đã được triệu hồi. Một phù thủy được triệu hồi này. Xin. Lồng dần nhanh phết thôi. Cố lên nào. Lồng dần đào vàng hãy nhanh hơn tí nữa đi nào. Anh ơi, anh đào vàng chậm quá. 5 rồi. 500 vàng một phù thủy là 1200 vàng. Bây giờ mình có 680 vàng thôi. Sắp được rồi. 920 vàng. Trời ơi, 1000. Phải cần 2 nông dân mang vàng về nước mình có đủ vàng nha. Để chi thêm một phù thủy nữa. Ok. Ok. Hai phù thủy luôn. Phù thủy băng triệu hồi linh con. Ê. Cho mình xin cái tuổi nữa bạn ơi. Tí nữa mình sẽ chơi người khổng lồ nha. Ván cuối cùng mình sẽ chơi người khổng lồ. Mình thử chơi xem là có win được hay không. Người khổng lồ kẹp Sparta. Anh em thấy thế nào, có ok không? Xin cố gắng xin được hai con người khổng lồ với ít Sparta nữa là ngon đấy. Không biết có xin được hay không, có đủ thời gian xin không. Hai phù thủy đúng không? Bốn phù thủy là win nhá. Bốn phù thủy là chơi nha anh em nha. Chẳng ai chơi 4 phù thủy, 4 phù thủy chơi nó với chất chơi người rơi ấy. Oánh nhiều, oánh nhanh, thắng nhanh nhá. Team bạn thì vẫn đang gái kinh lắm. Đông quân nhưng mà được cái là team bạn trang phục quả cây hoa lá. Không có tuổi. Có cây hoa lá thì làm gì có tuổi đúng không? Được cái là xin rất là nhanh luôn. Trang phục quả cây hoa lá thì nó rất là rẻ tiền anh em ạ. Nên chúng ta sẽ xin được rất là nhanh nha. Nhanh quân lắm. Xin cơm á. Rồi, vợ mình gọi mình ăn cơm anh em ạ. Trời ơi, có vợ rồi. Anh em chờ tí nha. Mình sẽ cố gắng chiến đấu nhanh, thắng nhanh. Win nhanh cho anh em xem. Rồi, 3 phù thủy nha. Chơi luôn, 3 phù thủy cũng chơi luôn. Đấy, anh em vợ mình đi nha. Cho vào ngồi kia tí. Vợ mình không biết chơi game gì anh em. Mình nữa thì nếu được thì mình sẽ vợ mình chơi một số game này các nhà. Trời ơi, ba phù thủy đấy. Chờ là ba phù thủy căng nha. Phù thủy nữa. Rồi, phù thủy đang lên nha. Đó, kịch ba phù thủy đấu với lại Sparta thì bạn luôn. Ghê chưa? Đi
cái bản thân thái người không dám tấn công nhưng mà nó chỉ phòng thủ thôi. Mình cứ không chỉnh chúng ta đã thủ này đó. Trời trời, xin cái tuổi luôn bạn ơi. Mình xin cái tuổi tiên bản thân quân anh em. Sổi ôi, cứ bởi mình đánh Sparta tiên bản bay sắp vào mình rồi. Rồi, win nha, dễ. Đấy, nghe bây giờ. Trời, mặt tượng bóng trâu hơn thế nào ấy. Đúng không? Tượng bóng trâu hơn bản thân thế nào. Mình đang lên rồi. Thắng chắc nha, lại thắng nha. Thì ta mình hơi người khổng lồ kẹp sở bắt ta. Đến là Canada anh em nha. Rồi, không có quân tiếp viện này. Ui giời, quân này bản thân mình còn một lâu chưa. Đi bản thân quân tiếp viện Canada bản thân thua rồi. Rồi sao? Mấy đứa đi con này. Nhà đấy, mặt trời sắp nặng đấy. Mặt trời nặng lắm thua đấy. Chà, cuối năm hoàn thành cái màn này là 5 phù thủy anh em nha. Tiếp tục chiến tiếp ở cái mức độ cực khó anh em nha. Cực khó luôn. Ôi cực khó, ván này thì mình từ ra thì mình tính nào. Nâng cấp mắc người khổng lồ đã. Còn 3 cái nữa mình nâng cấp tiếp cho dân luôn. Để dân nó đào vàng nhanh hơn. Cái này mình sẽ tanh cho Sparta anh em nha. Rồi, 2 pha tanh cho Sparta luôn. Ok, let's go. Đồng dân ván này sẽ đào vàng nhanh hơn ván lúc nãy nha. Nhưng mà người khổng lồ thì nó cũng sẽ tốn vàng hơn đấy. Không dễ đâu nha. Cái này tin mạng nó sẽ trâu rất là nhiều luôn. Anh em bảo ván này mình có thắng này không? Chứ trận trước mình gãy đâu, ở cái video là trước mình gãy đâu. Xong rồi mình thua sấp bằng mũi luôn. Hai anh này đang ốm không gãy được. Chứ bình thường là gãy hơi to đấy. Cố lên nào. Trận này hy vọng là người khổng lồ băng sẽ giành chiến thắng nha. Video sau mình sẽ làm kiểu trang phục bộ xương cho anh em xem nhá. Video này làm trang phục băng thôi. Băng là cháu mình nó đổi sao chứ mình ít khi mình chơi trang phục băng lắm, nhưng mà được cái trang phục băng nó cũng hay, làm chậm tim bạn. Tim bạn không đánh nhanh được, giảm sức tấn công của tim bạn đi đúng không? Trời, tim bạn có 2 thằng nông dân thôi. Trời ơi, nhưng sao đào vàng có vẻ lâu thế cho đôi 4 năm. Trời ơi, quên không di dân đào vàng. Chắc nào nó lâu anh em ạ, mình cứ bảo sao vàng nên chậm thế, thì ra là bây giờ mới có 5 dân thôi. Em nhớ là xin đủ 8 dân đào vàng nhá. 2 thằng nông dân đào một mỏ vàng này nhá. Trời ơi, chắc nào nó lâu. Cháu lại thua mất thì nhục đấy. Thua vì do quên không xin dân anh em ạ. Cái trò này đấy nhá, anh em nhớ cái trò tích vua lên dần này. Người quen lại chiến anh em nhớ xin full dân cho mình nhá. Thì tỷ lệ thắng anh em cao hơn đấy. Nhưng mà cũng không phải là trận nào cũng xin full dân, nhưng mà đa phần anh em cứ xin full dân cho mình. 8 dân. Xin một người khổng lồ đá. Trời ơi, lâu quá, lâu quá. Lâu quá, mất nhiều thời gian nên chúng ta để ý ván này có thời gian nhá. Rồi, một người khổng lồ được xin nhá. Người khổng lồ băng. Thì bạn có 8 Sparta và 8 kiếm sĩ, 2 thằng nông dân cùi bắp. Bình tĩnh. Mình sẽ xin cho mấy thằng Sparta nó lên nó tanh chứ. Nó lên nó tanh thôi. Nhưng bây giờ mình cứ xin người khổng lồ đã. Đấy, một anh khổng lồ được xinh nha. Úi dồi, trang phục người khổng lồ băng anh em thấy không? Chất phết chứ. Nhưng mà trang phục người khổng lồ băng này là lâu rồi. Trang phục bộ xương nhìn đẹp hơn đúng không anh em? Bộ xương nhìn ngầu lòi hơn. Ôi nào, 1k3 rồi. Lại có đủ tiền xin một người khổng lồ nữa anh em nha. Mà phải đấy thời gian. Chơi người khổng lồ là hơi bị nguy hiểm đấy. Thế người khổng lồ này mình kẹp cung thì phải. Người khổng lồ kẹp cung cũng được đúng không? Cung mình sẽ tấn công từ xa, nhưng mà mình nỡ cộng một Sparta rồi. Sparta xin nó lâu hơn đấy. Lâu là mình mất nhiều thời gian hơn đấy. Cố lên nào. Rồi, được thêm một anh người khổng lồ nữa. 2 người khổng lồ nha. Trời, đội quân team bạn đang run này, gặp đấu với người khổng lồ team bạn run ngay. Anh em nhìn thấy mà nó run không? Rồi, bọn chúng sẽ phải hối hận đấy. Lần này nhân mà đi chiếm thì chắc chắn là chiếm được đất luôn. Rồi, nhưng mà mặt trời đang nặng, căng vết. Cố lên nào, 3 người khổng lồ đấy nha anh em nha. 3 người khổng lồ có ăn được team bạn đâu. 3 người khổng lồ với team mấy thanh niên Sparta nữa. Mình nghĩ 3 người khổng lồ ăn được đấy. Xin mấy Sparta nữa. Rồi, 3 anh khổng lồ được lên. Mặt trời đang nặng xuống rồi này. Trời tối là chúng ta thua nha. Vâng, xin mấy Sparta nữa. Xin 4 Sparta nữa rồi tấn công luôn. 3 người khổng lồ và 4 Sparta. Anh em ở khó thắng với đây. Không biết có thắng này không. Hơi khó.
Việt Nam mà thật phần thời gian bạn thôi. Rồi. Hai Sparta này nhá. Thêm một sờ. Đây đây đang đang xin một thằng rồi, còn xin một thằng nữa nè. Đây. Hai thằng nữa là bốn Sparta là lên luôn. Không đợi nữa rồi. Còn phải đi ăn cơm anh em ạ. Ba người khổng lồ. Tấn công hơi sớm. Team bạn đã chuẩn bị này, vũ trang này, team bạn tấn công rồi nha. Ba người khổng lồ không biết quan được không? Rồi lên nha. Lên. Cửa ôi. Đau nha, khổng lồ mình đang bị sửa máu rất nhiều anh em ạ. Team bạn về đấy. Tấn cái của người, tấn cái của băng nha. Về đấy nhỉ, về đấy nhỉ. Đang yếu máu nha, dập được mắt, dập được mắt. Ơi. Rồi. Đây là phải có win rồi nha, có cửa win nha. Đây là cửa win nha. Ba cái cửa này đi. Hôm nay mình không dùng item nha anh em nha. Từ một cái item mà luôn mất win nhẹ nhàng luôn. Bây giờ gọi tiếp viện. Tiếp viện gì mà mấy cái thằng thanh niên yếu nhỉ? Mình cứ tưởng là không tiếp viện cơ. Có tiếp viện mà còn thanh niên yếu rồi. Trời ơi. Cho thì xong luôn rồi anh em ạ. Tấn công cho mình cái tuổi mà trả ơn chúng chưa bị hạ gục nha, giờ bị vỡ rồi anh em ạ. Ok các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem hết clip của Nhân BB và các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like và một lần đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực ra nhiều clip hơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của Nhân BB nha. Chào mọi người.